Thì từ năm 80 cho đến năm 90 cũng nhiều điểm mới, rồi đến năm 2000 cũng nhiều điểm mới, và đến năm nay là 2010 thì cũng có rất nhiều điểm mới mà chúng ta đã biết rồi. Và 2010 thì ở đây người ta chia ra làm mấy nhóm nhỉ, hai chị nhỉ? Hai nhóm, trong đó nhóm thứ nhất là nhóm gì? Mọi phương thức, đúng không? Mọi phương thức đó là gì? AXV FAS. FCA. CVT. CIV. Và gì nữa? DAT. DAV. Và DDV. 1 2 3 4 5 6 7. Chúng ta có 7 điều kiện được cho là sử dụng mọi phương thức truyền sở. Với 7 điều kiện này thì chúng ta bây giờ chúng ta hình dung là nếu như chúng ta mua bán từ Hà Nội đến Thanh Hóa Vinh cho đến thành phố Hồ Chí Minh Huế để cho đến Viên Chăn Lào Bangkok, chúng ta có thể dùng là các điều kiện này với gì? Vận tải ô tô, vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, thậm chí vận tải đường hàng không, vân vân. Rồi thậm chí là đi xa, rất xa, ví dụ như là sang New York, sang Paris, chúng ta có thể sử dụng những cái điều kiện này với mục đích là gì? Với mục đích là phân chia trách nhiệm và chi phí giữa người bán, người mua liên quan đến gì? Đến giao nhận hàng hóa mà hai bên tham gia vào quá trình mua bán đó. Đấy. Thì ở đây nhìn, các anh các chị đã thấy rằng là chúng ta quá quen rồi đúng không? Với 1, 2, 3, 4, 5 điều kiện là quá quen thuộc chúng ta rồi. Là từ có từ năm những điều kiện này bắt đầu là ví dụ EXVK là có từ năm Incoterm năm 36 cho đến giờ, FCA thì có từ 80, CVT 80, IP vân vân. Tuy nhiên là hai cái điều kiện DAT này và DAP là của Incoterm 2010, hai điều kiện này vừa mới được soạn thảo sau 4 lần hội thảo và xin ý kiến, trong đó có xin ý kiến của giới chuyên gia về kỹ thuật thương mại quốc tế, rồi có một cuộc hội thảo xin ý kiến về giới doanh nhân toàn cầu, giới doanh nhân đã tham gia kinh doanh ở qua biên giới để kinh doanh nội địa, và đến tháng 9 vừa rồi thì bắt đầu là người ta chính thức công bố hai cái điều kiện này. Thế đấy là mọi phương tiện. Thế còn đối với phương tiện vận tải đường biển và thủy nội địa, đây chúng ta thấy thủy đó là gì? FAS, đúng không? Free Alongside Ship, rồi là Free On Board, đúng không? Chúng ta có 4 điều kiện. Chúng ta xem là có những điều kiện gì đấy nhá. Quen không? FAS quá quen thuộc đúng không? FOB quá quen thuộc, CFR và CIF. Tất cả các điều kiện này đều rất quen thuộc. Đường biển trước thì ở đây thôi có nếu như đường biển thì thường là tôi gắn cái mô hình này là hành trình vận chuyển hàng hóa. Ở đây là chúng ta giả sử rằng là cái quan hệ mua bán này là ở giữa các quốc gia với nhau, tức là xuất nhập khẩu, còn cái mua bán nội địa hoặc nội khối chúng ta để lại sau. Thì ở đây là nước người bán, đây là nước người mua. Một khoảng giữa này, tôi lấy ví dụ đây là biển Thái Bình Dương nhỉ? Thì nước người mua ở đây tức là gì? Mỹ.
Và bán này ở đây là gì? Việt Nam. Đấy, Việt Nam và Mỹ. Đấy, bán đây là biển Thái Bình Dương. Thái Bình Dương. Thế thì điều kiện pass này là muốn ám chỉ rằng là gì? Người bán sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình tại cầu cảng mà hai bên đã thỏa thuận. Và trong Incoterm 10 thì người ta lưu ý rằng là khi dùng các điều kiện của Incoterm 10 này thì nên nhớ rằng là khi xác định địa điểm thì các bên cố gắng chọn lấy một địa điểm làm sao thật cụ thể, thật chính xác thì càng tốt. Bởi vì trong điều kiện thế kỷ 21 này thì các cảng, các ga, các sân bay vô cùng rộng lớn. Nếu như không ghi một cách chính xác thì dẫn đến là sao? Chi phí phát sinh sẽ là gì? Sẽ là khó khăn trong việc là giải quyết cái điều đó. Ví dụ như các anh các chị hình dung, nếu như ở sân bay Heathrow nó có 4 terminal chẳng hạn, nếu mà lạc từ terminal 1 sang terminal 3 thì quả là chúng ta đi cũng khó, đi một mình và vali thôi. Chứ chưa nói là nếu như có những hàng hóa mà vận chuyển. Cho nên cũng sân bay đến đâu đó thì chúng ta cũng phải chỉ rõ cái địa điểm kho hàng ở đâu, terminal mấy. Đấy. Thì các cảng như vậy này, ví dụ như là cảng Thượng Hải có một cái cảng là cả bao gồm cả một cái đảo cách bờ biển khoảng 30 cây số, cảng nước sâu. Cái cảng này vừa mới khánh thành năm 2009 vừa rồi này, các anh chị biết. Đấy, cảng này và vừa khánh thành thì lúc đó là nó vượt xa là cảng Hồng Kông và cảng Singapore của các nước châu Á Thái Bình Dương này. Đấy. Nó trở nên là một cảng lớn đứng đầu. Khi để chuyển một cái container từ khu 1 sang khu 3 của cảng đấy thì quả là gì? Không dễ dàng. Do vậy mà khi chúng ta xếp vào đây là gì? Chỉ định cái cảng nào đó, phải chỉ định chính xác cái địa điểm mà hai bên hòa thuận để dành cho việc giao nhận hàng hóa. Thế còn địa điểm ở đây nữa như nào? Dọc mặt tàu các anh các chị lưu ý là gì? Sau này chúng ta ở cảng quốc tế cũng như là cảng trong nước, dọc mặt tàu. Bởi vì trong thông lệ quốc tế là người ta nói rằng là gì? Chứng minh cho tôi là hàng nằm dọc mặt chiếc tàu mà do người mua đưa đến dọc mặt. Nhưng mà thông lệ quốc tế người ta biết rằng là gì? Có những cảng là từ chỗ cái cầu cảng mà bắt đầu nó cập này đi vào trong là 2 cây rưỡi, 3 cây số, người ta có thể chứng minh dọc mạng chiếc tàu cách đó khoảng độ gì 1 cây số, thì cái điều này cũng là sao phi thực tế. Do vậy mà người ta yêu cầu rằng là dọc mạng ở đâu thì dọc, nhưng mà trong là gì, trong phạm vi cần cầu gì? Thứ nhất, cần cầu của cảng có thể chạy được là gì? 500 mét, ví dụ cần dùng. Trong nhiều trường hợp cảng lại không có cần cầu là sao? Thì phải là nằm trong tầm với của cần cầu gì? Tàu. Đấy, cho nên là được giải thích tùy vào điều kiện của từng nơi một, chứ không phải là chỗ nào dọc mạn tàu cũng giống nhau. Đấy, lưu ý như vậy. Và tại đây, tại địa điểm này thì người bán cũng chấm dứt nghĩa vụ và chi phí của mình như này, và người mua sẽ bắt đầu thì từ đây. Thì trong Incoterm anh chị sẽ thấy rằng là người bán không có nghĩa vụ thuê tàu, thuê phương tiện vận tải, người bán không có nghĩa vụ bảo hiểm. Đấy. Tuy nhiên phải có trách nhiệm là cung cấp các thông tin cần thiết nếu như người mua làm sao yêu cầu và chịu chi phí. Ở đây nếu như chúng ta kinh doanh thì chúng ta phải đọc thật kỹ, bởi vì có những cái trách nhiệm là nó thuộc là nghĩa vụ của người bán, nhưng có những trách nhiệm là người bán làm sao làm theo yêu cầu và gì và thu phí từ phía người mua. Tuy nhiên ở Incoterm 2000 thì có một điều này là trước 2000 thì là theo điều kiện pass là người mua sẽ làm thủ tục xuất khẩu ở nước người bán. Nhưng đến Incoterm 2000 người ta thấy rằng là gì?
khi một người nước ngoài làm thủ tục xuất nhập khẩu tại một nước khác thì nó sẽ có tình trạng gì? Nó trong tình trạng khó khăn hơn người bản địa. Không chỉ Việt Nam mà nước nào cũng thế. Các nhà nước, các công chức đều đối xử với thương nhân nước ngoài khác so với thương nhân trong nước. Có thể do dòng dõi, máu mủ, dân tộc, do văn hóa, do pháp luật, do định kiến vân vân. Do vậy mà đến năm 2000 người ta bảo là thôi, người mua không có khả năng làm điều này, do đó người bán làm luôn cái thủ tục xuất khẩu hàng hóa, mặc dù hàng chưa gì, chưa xuất khẩu thực tế. Thì năm 2000 là như vậy, còn đến năm 2010 thì như thế nào? Năm 2010 thì giữ nguyên như năm 2000 cái điều kiện này. Đấy. Chỉ có một điều là yêu cầu người bán làm sao? Cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến để việc giao nhận hàng hóa và bảo hiểm rủi ro an toàn cho hàng hóa từ nơi nhận cho đến gì? Nơi đến. Đấy là một cái mới của Incoterm 2010. Cái điều thứ hai, 2010 ở đây muốn ám chỉ lại là gì? Thực ra, cái người ta nói mới nhưng mà giờ buổi sáng của anh đã nói đó là gì? Bán hàng theo chuỗi đúng không? Nói, chúng ta có nghe nói không? Hoặc là người bán để mua hàng để bán. Thực ra thì ở nước ngoài thì cũng đã làm rất nhiều mà ở Việt Nam cũng làm rất nhiều cái điều này. Có điều là Incoterm trước đây không thể cập đến. Bởi vì phần lớn, và không phải nói phần lớn, tức là khoảng 2/3 những người bán của chúng ta ở Việt Nam là phần lớn là bán hàng gì? Bán hàng đã mua trước đó, chứ không phải là người đó sản xuất ra hàng. Do vậy mà thường thường người ta mua hàng, người đầu tiên đặt hàng đến đây cho người mua thứ hai và người mua thứ hai thì sao? Làm thủ tục bán tiếp cho người thứ ba. Như vậy đó người ta gọi là mua bán theo chuỗi. Thực ra là trước đây người ta làm rồi, nhưng mà chỉ có cả điều rằng là người ta chưa đưa vào chính thức vào những điều kiện này. Người ta chỉ nói rằng là ở đây trong này là người bán. Nhưng thực ra thì các anh các chị hình dung, nếu như các anh chị làm ở doanh nghiệp đây thì chúng ta trừ là những xí nghiệp nhà máy sản xuất may mặc thì chúng ta có. Thế còn nếu như hàng hải sản, hàng thủy sản thì lập tức là chúng ta làm sao? Chúng ta phải đi mua. Vậy. Thế đấy chính là hiểu theo chuỗi trong Incoterm này là như vậy. Và thực ra thì chúng ta đã mua trước đó từ lâu, chứ không phải đến năm 2010 mới hiện ra, mà năm 2010 người ta thấy rằng là cần thiết phải đưa nó vào, để nó phù hợp với cái thực tế mua bán. Và đấy là đối với cái điều kiện nào FAS như vậy. Tiếp là đến điều kiện là FOB. Điều kiện FOB này thì có gì khác nhỉ? Điều kiện FOB này thì chắc là lan can đầu đúng không? Thực ra lan can đầu trước đây nó chỉ mang tính hình thức. Trước đây người ta làm sao theo đúng 2010 thì rồi. Có điều phòng thương mại quốc tế muốn giữ cái lan can đầu để gì? Để làm điểm phân chia cho nó làm sao? Nó đặc trưng. Đặc trưng rồi. Đấy. Còn trước đây thì thường là người ta cũng giao lên tàu hết. Không lúc nào mà không lên tàu người ta có thể chứng minh được hàng đã hoàn tất nghĩa vụ người bán. Và đây chính là Incoterm 2010 muốn là gì? Thực tế hóa cái việc này. Đấy. Tuy nhiên có một điều mới nữa của Incoterm 2010. Cơ bản là như trước đây rồi. Nhưng mới nữa đó mà tương đối là khác biệt này. Đó là trong Incoterm 2010 thì có cho phép người bán làm sao? Cho phép người bán làm sao? Thuê phương tiện chuyên chở. Thuê phương tiện chuyên chở.
trong từ 2000 trở về trước, nếu mà ai đó ký hợp đồng theo điều kiện tốt mà lại yêu cầu người bán thuê thì lập tức làm sao? Trừ những hợp đồng ở Mỹ thì coi như là gì? Coi như là vi phạm nguyên tắc sử dụng các điều kiện cơ sở giao hàng, các điều kiện thương mại quốc tế của phòng thương mại quốc tế. Bởi vì theo điều kiện phốp là ai thì ai thuê tàu, người mua thuê tàu. Đấy. Tuy nhiên đến năm 2010 này thì nó nói rằng là gì? Chúng ta được dở in hồ sơ nhưng ta đọc rất rõ rồi. Đây, người bán giao hàng lên tàu do người mua chỉ định đến nhận hàng. Trong trường hợp người mua yêu cầu và người bán có điều kiện thì người bán có thể làm sao? Thuê tàu chở hàng đến địa điểm đến với chi phí nào? Người mua chịu. Thì đây là một điểm mới so với ISO 2000. Đây là điểm mới. Open. Còn trước đây mà nếu như nói là người bán phốt thuê tàu thì là sai, là hoàn toàn sai và đã làm mất đi bản chất của điều kiện không. Đấy. Thì trong ISO 10 bắt đầu được cái này. Thì tại nguồn gốc tại đâu, vì đâu nó có cái này? Thực ra là cái điều này thì đã cũng được thương mại quốc tế sử dụng trước đó. Trước năm 80 đã có điều này. Nhưng mà tôi nói lại một chút là trước năm 80 thì cũng cái điều này tại hiệp định Phúc còn nói lưu ý nữa là gì? Trong trường hợp mà người bán không có khả năng hoặc người bán muốn từ chối thì phải thông báo làm sao sớm cái việc đó. Đừng để người ta mua yêu cầu xong cứ lắc im thì cuối cùng là người bán lại làm mà không làm người bán phải chịu. Cho nên khi người bán không làm được thì người bán nói là không, tôi không làm được, hoặc là trách nhiệm này là thuộc về các ông, thì như vậy là coi người bán hết trách nhiệm ở đây. Đấy. Thì cái điều này đã được có, nếu như chúng ta để ý từ thời xa thì vào năm 1976 khi mà Phòng Thương mại Quốc tế định xây dựng một điều kiện cho vận tải hàng không. Nếu như chúng ta nghiên cứu chúng ta thấy là FOA, vận tải hàng không. Thì khi mà xây dựng cái điều này thì trách nhiệm người bán trong cái điều kiện này giống y như là trong COP 2010. Tức là trong cái điều kiện FOA này, khi thuê phương tiện vận tải thì người ta không dành cho một bên nào cố định. Bởi vì người ta nói rằng là gì? Vận tải hàng không là vận tải cao cấp đặc biệt. Do vậy, có thể có những nơi dễ, nhưng cũng có nhiều nơi làm sao? Rất khó. Không phải cứ người mua là người ta phải tìm. Do vậy mà trong khi xây dựng cái điều này thì Phòng Thương mại Quốc tế nói rằng là gì? Trừ người bán có khả năng thì người bán thông báo rằng là tôi sẽ đảm đương việc này. Còn người mua có khả năng thì người mua sẽ thông báo rằng tôi sẽ đảm đương việc này. Đấy. Còn về mặt là trách nhiệm nghĩa vụ phân chia thì vẫn thuộc về ai? Thuộc về người mua. Đấy. Và đây cũng là một sự phát triển của các chuyên gia Phòng Thương mại Quốc tế và giải thích thêm rằng là phải đảm bảo sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên mua bán ở điều kiện FOA. Nhưng mà sau đến năm 1980 điều kiện FCA ra đời thì người ta thấy rằng FOA không cần nữa. Và lúc đó điều kiện FOA không còn tên trong các văn bản xuất bản như này của ISO. Đấy. Tuy nhiên từ năm 80 đến năm 2000 người ta lại thấy rằng là gì? Khi thuê phương tiện vận tải thì cũng xảy ra tình trạng như vậy. Có thể là người bán dễ dàng hơn người mua. Thì người bán đảm đương, có thể người mua dễ dàng hơn. Để làm sao? Để hạ cái chi phí trong cái hoạt động mua bán xuống tới mức làm sao thấp nhất có thể. Việc hạ này thì lợi cho cả hai bên và lợi cho cả gì? Cộng đồng thế giới. Đấy.
Thì đấy là một điều mà cũng là mới của Evo Thông này so với trước đây. So với 2000 là điều mới. Trong Evo Thông trước đó ở điều kiện phốt thì người ta cũng chưa chỉ ra một cái chứng từ vận tải cụ thể nào trong trách nhiệm người bán, mà người ta chỉ nói rằng là cung cấp chứng từ vận tải thường lệ, được gọi là bằng chứng là việc gì? Bằng chứng là việc giao hàng. Vậy bằng chứng là việc giao hàng gồm là cái gì nhỉ? Bằng chứng về việc giao hàng trong Evo Thông này là nói là người bán có trách nhiệm giao hàng và cung cấp bằng chứng. Bằng chứng. Vì bằng chứng, chúng ta muốn biết bằng chứng như nào thì thứ nhất là chúng ta phải xem là sử dụng điều kiện gì ở đây. Thứ hai là nội dung trong hợp đồng là người ta thỏa thuận nào, thì lúc đó chúng ta mới xem được là bằng chứng nó bao gồm cái gì. Nhưng bộ chứng từ thường đó chính là bằng chứng. Tuy nhiên không phải tất cả các chứng từ đều gọi là gì? Bằng chứng, mà chỉ có một số chứng từ đứng ra thì được gọi là bằng chứng về việc người bán giao hàng đúng với gì? Hợp đồng. Còn trong điều kiện phốt thì trách nhiệm thông báo vẫn còn nguyên giá trị. Trách nhiệm thông báo còn nguyên giá trị. Tức là điều kiện phốt là phải có sự thông báo của ai? Của hai bên. Một bên là người bán thông báo là sẵn sàng được giao. Còn người mua thông báo là gì? Ngày điều tàu đến cảng nhận hàng. Đấy. Và thông báo thứ hai của người bán nữa là gì? Thông báo sau khi giao hàng xong. Hoặc là không giao hàng được thì cũng thông báo. Với trong này, trong Evo Thông 2010 này quy định rất rõ là nếu như đến được cảng thì giao hàng thì người bán sẽ thông báo về việc đó. Nếu như tàu không đến được cảng thì người bán làm sao? Tại A cũng vẫn là gì? Giao hàng và cũng thông báo về việc đó. Đấy. Bởi vì là trong vận tải biển thì rất nhiều rủi ro, do vậy không phải là cứ thuê tàu là đến được. Báo cáo với anh chị là cũng, ở Việt Nam chúng ta cũng có những chuyến tàu năm ngoái là có những cái hợp đồng là thuê hai lần thuê tàu mà không đến được đến cảng nhận hàng. Có những cái vụ như vậy. Ví dụ như lần thứ nhất thuê tàu là đi từ châu Á sang đến Ấn Độ Dương nó bị hỏng. Thế là hỏng nặng giữa dọc đường, cái tàu phải đại tu, thế là không đi được. Thế là chỉ định một con tàu nữa từ cảng Singapore đi giữa đường đến qua Iraq thì bị bắt đấy. Đấy. Cho nên là thuê tàu đến được địa điểm nơi nhận hàng cũng là một vấn đề. Và một trong những điều lưu ý ở đây thì tôi phát hiện ra rằng là muốn sử dụng các điều kiện cơ sở giao hàng tốt thì ngoài những kiến thức liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa thị trường thì chúng ta phải nắm được gì? Nhà kinh doanh hàng hóa phải nắm được và thông thạo kiến thức cũng như là tập quán cũng như là thông lệ thị trường vận tải hàng hóa. Lĩnh vực thứ ba là gì? Là thị trường bảo hiểm rủi ro cho hàng hóa. Ít nhất là chúng ta phải nắm được ba lĩnh vực như vậy. Cho đây là một cái cản trở cũng như là khó khăn trong nhà kinh doanh. Khó khăn trong nhà kinh doanh. Do vậy mà học ở trong trường ngoại thương thì thường là sinh viên được đào tạo về chẳng những về hàng hóa, về kiến thức kinh doanh. Còn đào tạo về gì? Vận tải rất kỹ. Đào tạo về bảo hiểm rất kỹ. Rồi ngoài ra đào tạo về nghiên cứu thị trường cũng rất kỹ. Rồi là luật cũng rất kỹ. Nếu như không học ngành luật thì học những ngành kinh doanh của trường ngoại thương thì cũng là gì? Học khá nhiều luật. Tuy nhiên như vậy theo tôi vẫn là gì? Vẫn chưa đủ nếu như chúng ta muốn kinh doanh một cách thực thụ. Thì sau khi ra trường chúng ta còn tiếp tục nghiên cứu và bổ sung kiến thức và làm sâu sắc hơn, tinh luyện hơn cái kiến thức của mình thì mới có khả năng kinh doanh. Do vậy kinh doanh trên thị trường thế giới không phải là một điều dễ dàng được anh chị.
Bởi vì ở đây chỉ cần là gì, chúng ta sử dụng một cách thành thạo những cái điều kiện này thì chúng ta đã phải khối lượng kiến thức vô cùng lớn. Thế khi đi nói với các doanh nghiệp thì tôi được nói như vậy là ví dụ như ở đây, tôi bảo tại sao không giành lấy quyền vận tải. Một trong vấn đề mà cả thế giới người ta quan tâm. Thế giới quan tâm ở đây không chỉ là các doanh nhân. Và thưa với các anh chị rằng là có cả ở cấp vĩ mô, tức là cấp chính phủ cân nữa. Tôi là cũng dạy cái này lâu rồi, cũng nghiên cứu cái này khá lâu. Thế nhưng mà khi tôi nghĩ rằng là các doanh nhân và đặc biệt là các nước nền kinh tế thị trường thì là cấp vĩ mô, ví dụ chính phủ người ta cũng cả có nước để ý, có nước không. Nhưng mà tôi thấy rằng là cái cuối cùng tôi phát hiện ra là ở Mỹ, là ngay như nước Mỹ thì cái ủy ban ngoại thương của Mỹ cũng rất là gì, quan tâm và để ý thúc giục các nhà kinh doanh rằng là gì, khi tham gia vào thị trường quốc tế phải tranh thủ giành quyền vận tải về mình. Đấy là một điều mà tôi thấy rằng là kể cả Mỹ người ta cũng không từ bỏ. Do vậy mà tại sao chúng ta lại nào, chúng ta lại bỏ nó đi một cách rất là dễ dàng như vậy. Nếu như chúng ta trở thành nhà kinh doanh thực sự thì chúng ta nên phải giành đấy. Và trong một cuộc họp mà các tham tán thương mại của Bộ Công Thương cách đây một năm, khi nói là làm thế nào để tăng kim ngạch xuất khẩu thì trong đó có nhiều cái, nhưng mà có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng có một tham tán thương mại đã nói lên điều này. Tức là tại Chile ông ta nói rằng là gì, theo tôi có một cách là tất cả chúng ta đều có thể làm được, nhưng mà chúng ta đã bỏ mất. Đó là cách gì, đơn giản mọi người thấy cách gì, vĩ mô hay vi mô ở cấp nào mà đơn giản không? Mà đơn giản thôi, đơn giản là chỉ mỗi là gì, mỗi các nhà kinh doanh, các thương nhân đi đàm phán ký kết hợp đồng. Sau đó ông nói là gì, bằng cách là giành quyền vận tải. Thì với tính toán của ông vào năm 2008, ông nói là giành quyền vận tải thôi, thì nghiễm nhiên với cái số hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam thì chúng ta tăng lên được gì, xấp xỉ 6 tỷ đô la bằng một ngành hàng lớn của Việt Nam xuất, thì gần như vậy. Thế đấy là ở phạm vi quốc gia. Thế còn ở phạm vi doanh nghiệp, phạm vi vi mô thì như thế nào? Thì đây chúng ta xem xét đến cái điều kiện CFR. Chuyển sang CFR. CFR ở đây là gì? Cái người ta thường gọi là tiền hàng và cước phí. Cái điều kiện này cũng có lâu. Tiền hàng và cước phí. Hay là CNF, hay là CF, vân vân, người ta có nhiều cái cách gọi, cách viết khác nhau. CNF, CF, CFR, vân vân. Nhưng mà trong Incoterm 2000 thì người ta chỉ chấp nhận là CFR, và đến Incoterm 2010. Cho nên nếu như chúng ta dùng những tên cũ phải nói là của những Incoterm trước đó. Mặc dù không sai, nhưng mà chúng ta phải dẫn chiếu chính xác. Thế còn 2000 và 2010 thì chúng ta lấy cái chữ viết tắt là CFR. CFR này là gì? Chính là cái điều tôi nói là các doanh nhân, các nhà buôn bán hàng hóa trên thị trường thế giới, hoặc là các nhà xuất khẩu giành lấy quyền đi, quyền vận tải, giành quyền vận tải, giành lấy quyền vận tải để tham gia vào thị trường vận tải. Nếu như có khả năng. Còn nếu không có khả năng thì chúng ta làm sao? Không có khả năng thì chúng ta dành cái quyền đó cho gì? Cho các công ty môi giới của Việt Nam, cho đồng
nghiệp của chúng ta ở Việt Nam để người ta làm sao? Người ta sẽ giúp chúng ta tham gia vào thị trường quy đầu quốc tế. Và bằng cách đó thì mặc dù chúng ta có thể được ít hoặc không được, nhưng mà nhà nước ta vẫn để giá, vẫn thu được cái khoản tiền thuê tàu ở trên thị trường thuê tàu quốc tế. Thế một điều nữa là gì? Nếu như tàu Việt Nam không có khả năng chở hay sao? Đấy, chúng ta giành được quyền thuê tàu về mình rồi, nhưng mà tính bản thân chúng ta là không có khả năng. Thứ nhất là kiến thức và kinh nghiệm của tôi liên quan đến thị trường thuê tàu quốc tế là rất hạn hẹp, cho nên là tôi không làm được. Vậy tôi chuyển cái quyền này cho một anh đại lý môi giới tàu biển, đồng nghiệp của tôi. Đấy là một điều tốt, nhà nước dân tộc cũng đã có hưởng lợi việc này. Chưa kể rằng là gì, có thể anh đại lý có thể là có một khoản tiền nào đó bồi dưỡng lại chúng ta. Đấy. Tuy nhiên là anh đại lý anh ta lùng sục khắp Việt Nam, và tất nhiên là chúng ta hy vọng là Việt Nam có nhiều tàu có thể chở. Đấy, là điều bình thường. Tuy nhiên tôi đặt một tình huống là Việt Nam không có khả năng chở, đội tàu Việt Nam không có khả năng gì làm nào, thì phải sử dụng đội tàu của gì? Nước ngoài. Và sử dụng đội tàu nước ngoài, chúng ta lại phải lựa chọn là tàu của nước nào, tàu nước nào, mức độ an toàn ra sao và giá cả như thế nào. Và ngay kể cả sử dụng tàu nước ngoài thì chúng ta vẫn làm sao? Vẫn có một khoản lợi nhuận ở đó, vẫn có một khoản lợi nhuận ở đó, và cả hãng môi giới thuê tàu cũng có một khoản lợi nhuận ở đó. Do đó mà nước đường cùng thì chúng ta không làm được gì, chúng ta cũng làm sao, cũng tham gia vào chấm mút được một ít. Đấy, và chấm mút, chúng ta chấm mút tức là đất nước Việt Nam chúng ta được. Đấy, về mặt lợi ích quốc gia là như vậy, tức là chúng ta bớt đi một đồng ngoại tệ để phải chi trả cho người nước ngoài. Đấy là một điều thắng lợi chúng ta. Cái đấy chính là điều mà chúng ta phải quan tâm đến, các nhà kinh doanh phải để ý. Và nếu ở đây có các nhà quản lý thì chúng ta với phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình, chúng ta phải lưu tâm đối cái đối tượng mình quản lý như vậy, để có thể tranh thủ tối đa. Và một trong những cái nguyên tắc của nhà kinh doanh là tranh thủ tối đa có thể thu được từng đồng từng xu về cho doanh nghiệp, về cho đất nước, thì chúng ta có sẽ thì phải cố gắng hết sức. Đấy là một điều nguyên tắc. Thế thì trách nhiệm thuê tàu quy định như nào trong này, trong điều kiện CFR này? Người bán, trong trường hợp này người bán là gì? Có trách nhiệm phải thuê tàu. Thuê như thế nào? Đây chúng ta thử phân tích cái trách nhiệm thuê tàu này một chút để xem đây ra sao. Và trách nhiệm này chúng ta sẽ phát triển nó ra đối với các cái điều kiện khác. Người bán phải có trách nhiệm và chịu chi phí về việc gì? Thuê. Thuê con tàu này là gì? Tàu vẫn thường dùng để chở hàng hóa. Tàu thường dùng, thường dùng để chở hàng. Cái câu này muốn ám chỉ cái gì đây? Đúng rồi, là tàu phải phù hợp với hàng hóa nó trên chở. Tàu bách hóa thì phải, hàng bách hóa phải thuê tàu chở bách hóa, tàu hàng bách hóa. Hàng là dầu, chúng ta phải thuê tàu chở dầu, vân vân. Là thường dùng hay phù hợp với gì? Tính chất của hàng hóa. Gì đó? Theo tuyến đường gì? Tuyến đường thông thường. Tuyến đường thông thường. Trong vận tải thì nó có hai cái khái niệm là tuyến đường thông thường và tuyến đường đặc biệt. Tuyến đường thông thường thì nó đưa định nghĩa là một cái con đường đi mà mọi con tàu xuất phát từ nơi đến, à nơi đi đến nơi đến đều đi qua gì? Con đường đó, gọi là tuyến đường thông thường. Ví dụ như là từ Việt Nam sang châu Âu thì đi theo đường nào thì các anh chị?
Việt Nam sang châu Âu, chúng ta có thuê tàu biển. Thì tuyến đường thông thường là gì? Việt Nam, Biển Đông, đi qua gì? Đi qua gì? Ấn Độ Dương, đi qua gì? Ấn Độ Dương này, đi qua Địa Trung Hải, đi qua Tây Xuyên đúng không? Và đi đến gì? Đại Tây Dương và sang châu Âu. Đấy người ta gọi là tuyến đường thông thường. Thế còn nếu như chúng ta định thuê một tuyến đường riêng của mình vào thời điểm này, chúng ta muốn thuê là gì? Đi từ Biển Đông, rồi qua Ấn Độ Dương, rồi qua gì? Vòng qua gì? Không vòng lên đường biển Địa Trung Hải mà đi xuống gì? Sang phía qua mũi Hảo Vọng, đi ra bên Đại Tây Dương, sau đó vòng lên đi châu Âu. Đấy. Thì đấy là tuyến đường người ta gọi là không phải là tuyến đường thông thường. Thế còn trong trường hợp mà ở Địa Trung Hải xảy ra chiến tranh Trung Đông chẳng hạn, toàn bộ cái kênh đào Suez là xem sao? Bị phong tỏa, thì lập tức lúc đó là đi qua châu Phi vòng mũi Hảo Vọng lên châu Âu lại là tuyến đường gì? Thông thường. Đấy. Thì nó có khái niệm ở đây là phải tuyến đường thông thường về như vậy. Là tuyến đường mà thường đi, chứ không còn không được thuê theo cái tuyến đường riêng. Nếu thuê theo tuyến đường riêng thì lại phải có sự hòa thuận. Trong nghi vô thơm chỉ giới hạn như vậy. Tiếp là gì nữa? Thuê như thế nào đấy nhỉ? Thuê theo điều kiện. Điều kiện thông thường. Điều kiện thông thường trong ở đây có một điều này là vận tài biển thì là thường nó thuê gì? Thuê có mấy điều kiện thuê tàu các anh chị? Nó có thuê tàu chờ, tàu chiến, tàu gì? Định hạng. Và ba loại điều kiện để thuê tàu. Tàu chờ tức là tàu chạy theo một lịch trình được định sẵn về thời gian và hành trình, và tại đó thì tàu đến nhận và trả hàng theo như là gì? Theo lịch trình trước. Tàu chờ thì chúng ta gọi tàu chờ, nhưng mà thực ra chúng ta thấy là giống như xe buýt của chúng ta, cứ chạy từ bến lại đổ nhà. Thì ở trên báo Nhân Dân chúng ta thấy Chemacron hoặc là đấy là một hãng tàu chở Chemacron, thì là Vietran cũng thế, thì là có những cái thông báo trên báo Nhân Dân hàng tháng, giữa tháng 12 là ngày bao nhiêu cảng Hải Phòng, cảng Thành phố Hồ Chí Minh vân vân, đấy là tàu chở. Thì đối với hãng tàu chở này các anh các chị lưu ý là gì? Có một cái điều mà rất thực ra là trong này người ta cũng có đề cập đến này, là đối với các hãng tàu chở thường là ngoài việc chuyên chở liên quan đến chi phí chuyên chở thì các hãng tàu chở còn dành cả chi phí liên quan đến gì? Bốc xếp hàng. Tàu chở là ôm tất, bởi vì đang kinh doanh dịch vụ chuyên chở thì tại sao cái dịch vụ xếp dỡ người ta không làm nốt để tăng cái tỷ suất lợi nhuận mình lên? Do vậy thường các hãng tàu chở ôm tất lại. Do đó khi chúng ta với tư cách chủ hàng chúng ta thuê tàu chở thì đương nhiên là gì? Lúc giao hàng kể cả đối CFR hay là POP thì đơn giản hơn. CFR thì sao? Lúc xếp hàng là đương nhiên rồi, nhưng mà lúc dẫn hàng là gì? Tại nơi đến là tàu chở đã làm hết rồi, dựa trên cơ sở gì? Hợp đồng thuê tàu. Đấy. Thế nhưng mà không phải chỉ Việt Nam mà thế giới cũng vậy. Và trong Việt Nam thì năm 2007 vừa rồi thì cho một đợt thanh tra của Bộ Giao thông thì thấy rằng là có tới 2/3 các doanh nghiệp Việt Nam là gì? Trả phí dỡ hàng tại cảng Hải Phòng 2 lần. Tức là đã trả cho người mua theo cái giá hàng theo đường này. Thế đến mấy anh tàu chợ là các anh tại sao? Tại khôn, tại tán giỏi. Thế các anh bảo là tàu đến cái tôi phải khẩn trương tôi đưa hàng cho các bác xuống.
thì sợ để lâu là nó rủi ro nhiều lắm. Thế thì anh em ở trên tàu thì cũng may là thời gian có, phương tiện có. Thế là chúng tôi làm sớm thì các bác hưởng. Thế bây giờ thôi phí chúng tôi trả đòi, nhưng mà các bác có bồi dưỡng cho anh em ít nào hay đấy. Đấy. Thế là các sếp người ta nghe mùi tai của thì trả đáng bao nhiêu? Ví dụ 1-2 triệu đô la cái lô hàng đấy thì ở đây khoảng có trăm nghìn. Đơn giản. Thế là nhất trí, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta vô tình đã trả hai lần cái phần đó. Thì sau cái đợt thanh tra đấy thì chúng tôi thấy rằng là không chỉ Việt Nam mà ở thế giới ở đâu cũng thế. Do vậy mà Incoterm 2010 nhắc đi nhắc lại cái điều này. Lại nhắc đi, mà trong Incoterm lần trước người ta cũng có Incoterm 2090-80 thì cũng nói là người bán phải trả chi phí giữ hàng tại nơi đến nếu chi phí đó đã bao gồm trong gì? Trong cước phí. Trong cước phí. Thì ở đây Incoterm 2010 cũng nhắc lại đúng như thế, và trong phần lưu ý sử dụng thì có nói đến là một trong những đặc điểm của Incoterm 2010 nhấn mạnh rằng là những phí giữ hàng tại nơi đến nếu đã được trả trong gì? Trong hợp đồng vận tải rồi thì là người mua không phải trả nữa. Đấy là nhắc lại. Thực ra cái điều này cũng đã có đề cập đến từ rất lâu trước đó. Đối với tàu chở, còn tàu chuyến thì thường là gì? Tàu chuyến người ta có mấy điều kiện thuê liên quan đến dỡ xếp hàng, FI, FBO, FBO chẳng hạn. Như thỉnh thoảng các anh các chị thấy có những cái hợp đồng nào đó người ta ghi là CFL, R, FO chẳng hạn. Chúng ta sẽ thấy có một cái. Nhưng mà đây chính là muốn dẫn chiếu những cái điều kiện thuê tàu kia vào đây. Nhưng mà đây chính là một cái việc mà làm không đúng. Bởi vì hai điều kiện này là hai đối tượng điều chỉnh khác nhau, cho nên không thể ghép vào đây được. Nếu như mà chúng ta ghi như này, đây là một sơ sơ giáo là chưa nắm rõ các điều kiện cơ sở đào tạo. Do đó mà đặc biệt là không nên. Và nếu như muốn thêm cái điều này, muốn thêm cái điều FO này thì phải ghi bằng chữ trong hợp đồng, chứ đừng là kèm theo các điều kiện thương mại này, nó dẫn đến tình trạng là người ta lại nói rằng là mình không hiểu biết gì về nó. Lưu ý như vậy. Cái đấy là đối với hãng tàu chợ. Còn tàu định hạn thì ở đây chúng ta ít sử dụng, nhưng mà nếu như ở đây có những doanh nghiệp nào chúng ta có thể sau này, ví dụ như là chúng ta có một lượng hàng để xuất cấp tập trong vòng 6 tháng cuối năm mà chúng ta thấy rằng là thuê tàu phức tạp, thì đầu năm chúng ta thuê một con tàu luôn, thuê tàu 1 vạn tấn làm cho tôi bắt đầu từ 1 tháng 6 đâu ở cảng Chùa Vẽ chẳng hạn, cảng sông, cảng Chùa Vẽ Hải Phòng, rồi bắt đầu là chạy theo lệnh của tôi, của công ty chúng ta. Đấy, chúng ta như vậy từ tháng 6 đến tháng 12, 6 tháng là con tàu đó là gì, hoạt động theo gì, theo hướng dẫn và chỉ đạo của chính bản thân các nhà kinh doanh. Chở cái gì, chở đi đâu, và chở một lần hay là nhiều lần, vân vân. Đấy, người ta bán định hạn thuê theo thời gian như vậy. Thì thuê theo thời gian thì chúng ta có thể thuê theo thuê tàu ướt hoặc thuê khô. Chúng ta đã từng nghe đúng không? Thuê ướt hoặc thuê khô. Thuê ướt tức là thuê gì? Có cả thủy thủ đoàn, từ thuyền trưởng đến thuyền phó vân vân đến thủy thủ. Còn thuê khô thì chúng ta thuê làm sao? Riêng một con tàu thông về là chúng ta bố trí từ thuyền trưởng xuống theo đúng luật quy định của luật bộ luật hàng hải Việt Nam và xin đăng ký chạy, thế là chạy theo lịch trình chúng ta yêu cầu. Đấy là theo điều kiện, thông thường là có những điều kiện như vậy. Rồi ở đây người ta có một điều gì nữa, và phải thuê như thế nào đó để gì, để người mua có thể khiếu nại trực tiếp người chuyên chở.
khiếu nại trực tiếp người nhân sở. Cái điều này thì đây cũng là một vấn đề mà lưu ý chúng ta. Bởi vì các anh các chị hình dung là gì? Là sự tôi là người vận tải, tôi nhận là anh tên gì ạ? Anh Lãm. Vâng, anh Lãm là người bán. Thế tôi với anh Lãm là ký hợp đồng, tôi chở cho anh Lãm có đi hàng. Thế vậy giao cho chị tên gì nhỉ? Chị Chi ạ? Vâng, giao cho chị Chi. Thế vậy tôi đến tôi giao chị Chi ở đây, hàng tôi chở đây. Thế chị Chi. Nhưng mà chị Chi bảo không, tôi có bút là phải đầy đủ nắp chứ không thể bút đây. Thế không có gì à, hỏi anh Lãm. Tôi chỉ làm hợp đồng với anh Lãm, tôi đến tôi giao chị là hết. Chị có vấn đề gì chị nói thẳng anh Lãm chứ không nói được tôi. Thì đây là một điều, bởi vì tôi với chị Chi không có mối quan hệ hợp đồng, đúng không? Chỉ có hợp đồng với anh Lãm thôi. Thì ở đây cũng vậy, trong cái điều kiện của Inco Thơm ở sau kia mua bán quốc tế cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên khi tôi giao hàng ở Việt Nam thì chị Chi có quyền là khiếu nại lại tôi, yêu cầu tôi phải bổ sung cung cấp đầy đủ. Và thường là các người vận tải là thường thế, là cung cấp đầy đủ. Vâng, thì thiếu nắp tôi giả nắp, rồi là bẩn quá rồi lau cho sạch, vân vân. Thì cái đấy không phải là tập quán, không phải là cái gì, chính là cái điều này sao Inco Thơm người ta quy định thuê, và trong đó phải quy định là người mua phải có quyền khiếu nại người trực tiếp người vận tải. Lúc người ta khiếu nại tôi không, lúc đó tôi không có quyền nói rằng tôi với cái chị có quan hệ gì đâu mà có hợp đồng gì đâu, đúng không? Thực ra hai người không có quan hệ pháp lý, nhưng trong cái hợp đồng thuê tàu này đã định ra cái mối quan hệ hai người đấy, mặc dù hai người là chưa biết nhau hoặc chưa ký với nhau cái gì cả. Thì đây chính nó xuất phát từ điều này, không phải ngẫu nhiên mà thương mại quốc tế nó hình thành như thế đâu. Trong cái điều kiện này đã có quy định rất rõ từ trước đến nay. Thế thì có một điều rằng là gì? Có người lại thấy rằng là gì? Vâng, trong điều kiện này thì có vẻ là phù hợp đấy. Nhưng mà trong điều kiện để DP, trong điều kiện D không thấy nói gì đến điều này. Và tiếp theo là mấy điều kiện nữa là nhóm D, D, A, T, D, A, P, vân vân. Tôi dẫn điều kiện nhóm D bởi vì để cho cái trách nhiệm người bán theo nhóm D là càng nhiều hơn cái điều kiện CFL này. Đấy, để chúng ta so sánh. Người bán theo điều kiện nhóm D, chúng ta có thấy người ta trong Inco Thơm có quy định những điều này không? Đấy, không thấy có quy định gì cả. Đấy là một điều chúng ta phải lưu ý. Trong điều kiện phốt là người mua thuê tàu rồi, đúng không? Trong điều kiện phốt là người mua thuê tàu. Thế còn trong điều kiện D thì người bán phải thuê tàu và chở gì? Thuê phương tiện vận tải chở hàng cho đến gì? Đến địa điểm đến mà hai bên thỏa thuận. Thế thì trong Inco Thơm lại không nói gì, chỉ nói rằng là gì? Chịu trách nhiệm và chi phí liên quan đến việc thuê phương tiện chuyên chở, chở hàng đến địa điểm đến mà hai bên đã gì, đã chọn. Vậy thì chúng ta phải hỏi rằng là tại sao trong điều kiện này người ta quy định như vậy mà điều kiện kia lại không có. Đấy. Có một điều ở đây chúng ta lưu ý, tôi lưu ý các anh chị là trong điều kiện CFR này, điều kiện CFR là rủi ro và tổn thất xảy ra đối với người bán chuyển từ người bán sang người mua ở đâu? Ở đâu? Khi tàu trước đây là lan lăn tàu, nhưng bây giờ là gì? Khi tàu, khi hàng đã gì? Nằm trong
khoang tàu trong tình trạng tốt. Trong tình trạng tốt, tức là thuyền trưởng gật đầu và người giao hàng có thể lấy được các chứng từ nào đó thì là trong tình trạng tốt. Đây, ra tại đây rồi. Tuy nhiên cái tàu này người bán thuê làm sao? Vẫn chở đi tiếp gì? Đến địa điểm cuối cùng, cảng đến, ví dụ như là ở cảng San Francisco chẳng hạn, Mỹ. Chúng ta thuê từ thành phố Hồ Chí Minh đi Mỹ. Ở đây muốn ám chỉ rằng hàng đã giao từ người bán sang người mua, rủi ro và tổn thất đã chuyển từ người bán sang người mua, lợi ích xuất phát từ lô hàng chuyển từ người bán sang người mua ngay tại cảng gì? Cảng đi ở của Việt Nam, cảng thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì khi này người bán vẫn thuê tàu, tiếp tục thuê tàu giao chở hàng đến San Francisco. Đây là một cái việc thuê tàu của người bán có cái gì ở đây chúng ta suy nghĩ không? Không phải chịu trách nhiệm về hàng hóa, không phải chịu rủi ro hàng hóa, không phải chịu trách nhiệm và rủi ro liên quan đến hàng hóa. Vậy thì đây là một cái việc thuê tàu giáo không vì lợi ích của mình, không vì lợi ích của mình. Do vậy mà người bán rất nhiều trường hợp là làm việc này với tư cách là gì? Làm cho xong lần để tôi giáo lấy tiền. Do vậy phòng thương mại quốc tế mới đưa ra rằng là tránh trường hợp người bán có tư tưởng là làm xong lần nhận để làm để lấy tiền, rồi là người bán vô trách nhiệm. Thì phòng thương mại đã đưa ra một số điều kiện này, người ta gọi điều kiện gì? Ràng buộc. Điều kiện này là ràng buộc trách nhiệm người bán ở mức độ nào ít nhất người bán phải làm được những việc như thế. Và khi làm được những việc này thì là sao? Là cũng là gì? Đủ để bảo đảm tối thiểu cái lợi ích của người mua theo cái hợp đồng thuê tàu này. Chính vì vậy mà ở đây cái khái niệm giành quyền vận tải là chính ở đây. Người bán giành được cái trách nhiệm thuê tàu nhưng mà lại không phải chịu gì rủi ro việc đó mà chỉ hưởng lợi thôi. Hưởng lợi như thế nào? Hưởng lợi ví dụ như là chúng ta bán một lô hàng, ví dụ một cân cá ba sa chẳng hạn, là chúng ta lãi là gì? 1.5 đô, đúng không? Một kỳ đây là một cân. Thế nhưng mà chúng ta nhận thuê tàu, chúng ta nhảy vào cái trường thuê tàu bằng một là gì? Mối quan hệ của chúng ta đối với hãng tàu. Hai là gì? Kinh nghiệm và trình độ của chúng ta trong lĩnh vực thuê tàu. Chúng ta có thể thêm một phần lợi nhuận là 0,5 đô la một kg nữa liên quan đến thuê tàu. Như vậy là lợi nhuận của chúng ta lên không phải 1 đô rưỡi mà 2 đô la Mỹ một cân. Một cân cả. Nhưng bằng cách này thì mọi người bán đều sử dụng cái quyền thuê tàu này như là một công cụ để làm sao? Để tăng tỷ suất lợi nhuận của mình trong chuyến mua bán, tăng tỷ suất lợi nhuận của mình. Nếu như thông thường theo số thống kê hiện hay của thương mại quốc tế là chi phí vận tải liên quan đến hàng hóa giao nhận vận chuyển trên thị trường thế giới nó chiếm từ 15 cho tới 45% đối với tùy từng loại hàng, thì cái khoản lợi nhuận liên quan đến lĩnh vực chuyên chở này là không nhỏ, không nhỏ. Từ 15 đến có những hàng là nó chiếm đến là 45%, tức là gần nửa chi phí cho chuyên chở. Thì đây là một khoản không nhỏ đối với cái hoạt động kinh doanh của chúng ta. Do vậy mà đây lưu ý là việc giành quyền bảo hiểm là một lợi ích của một người. Ở đây còn một cái điều thứ năm nữa, đó là nói về người bán phải trả chi phí dỡ hàng nếu chi phí đó làm sao đã bao gồm tăng trước. Thì đấy là trước tôi đã nói rồi, thì đấy đấy là đối với điều kiện CFR.